Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đấy, và mình đó là Trình Giang. Thì hôm nay nhân cái dịp lễ ngày 30/4/1/5 thì anh em tôi sẽ dẫn các bạn đi một nơi gọi là du lịch tại địa phương. Đấy, không đâu xa đó là khu cao nguyên Vân Hòa, đó chính là AP Farm. Ở đây đấy, quang cảnh rất chi là mát mẻ và hoa rất là đẹp. Đấy, và nhân dịp hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một điều mà đặc biệt ở đây. Điều đặc biệt ở đây đó là cây cổ thụ, cây đa cổ thụ. Và sau lưng tôi đây đó là một cây cổ thụ. Đấy, cổ cây này có niên đại khoảng mấy trăm năm đến 1000 năm rồi. Mình không rành về lịch sử đấy, nhưng mà đại loại là nó ở đây lâu lắm rồi. Đấy. Và cây này ở đây người ta gọi là cây si nhá. Cây này người ta gọi là cây si, nhưng mà mình thường gọi nó là cây đa. Đấy, cây si chứ không phải cây đa nhá. Rồi. Đấy, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là cây đa, người ta gọi là cây đa thiêng nhất ở Phú Yên. Đấy, thiêng nhất ở Phú Yên luôn nha anh em. Cầu được ước thấy đấy, muốn gì được đấy là đều xuất hiện từ cây đa này đấy. Những người mà muốn sống giàu sang hạnh phúc thì họ đều đến đây và cầu nguyện vào ngày rằm hoặc ngày mùng 1, nếu mà người ta thường ngày rằm tháng 7 là rất là ok. Nhưng mà bình thường thì mình vẫn ước bình thường thôi đấy. Và cho đây mình sẽ review cho các bạn thấy cây đa này nó to đến mức độ như thế nào cho các bạn. Ok, và rất may là hôm nay tôi có một thằng em đi theo đấy, và tôi sẽ chứng thực cho các bạn thấy là cái đa này nó thiêng đến mức như nào cho các bạn đấy, thiêng đến mức như nào. Và để mình cầu nguyện và để mình thực hiện được điều ước của chúng ta thì đến đây và mình sẽ được tặng miễn phí một trái tim đấy, trái tim đấy, các bạn có thể thấy trái tim này rất chỉ là dễ thương nhá. Đấy, và nếu như những cái điều ước của mình thật sự mà lớn lao và có ý nghĩa thì mình sẽ được chị chủ ở đây cho mượn một cái viết đấy, mình viết những điều ước thế này và mình viết xong thì mình cầu nguyện nó đấy, mình cầu nguyện và mình sẽ dán lên cây đa này để mình cầu nguyện, mình ước đấy. Nhưng mà mình với thằng em này cũng láng giềng với nó cả, sống với nó mấy chục năm rồi, nó sinh ra trước mình nên thôi mình không cần ghi là nó cũng hiểu được tâm trí của mình rồi, đúng không? Và bây giờ mình sẽ chứng thực cho các bạn thấy là cái điều ước nó có thực hiện được và nó có trở thành điều hiện thực không. Nhường cho Luân nước trước. Ok, Luân nước đây. Đấy, và sau đây thằng em mình sẽ ước đấy, nó ước và sau khi ước mà nó sẽ dán cái tim lên cái cây này để xem điều ước của nó thành hiện thực không. Nhìn tướng thằng này chắc ước có người yêu này, cô đơn lâu lắm rồi. Yeah. Rồi, ra đây, ra. Bật mí, ngồi đây. Và mí uống xong mình sẽ ngồi đây. Thì vừa rồi thằng em mình nó ước một điều, ước không biết là nó ước cái gì mà nó ước khá là lâu. Đấy. Mình có thể bật mí cho anh em cùng biết không? Thôi, đừng uống bật mí vậy. Bật mí nha. Thằng có biết này cô đơn lâu rồi, chắc nó ước có người yêu này. Mày mà ước có người yêu này, mày phải nó ước xinh đẹp, mày cao ráo hot girl chứ mày. Mày ước có người yêu không, cho mày con lợn xuống ấy. Cái đa này nó là thiêng lắm, thiêng nhất luôn đấy. Không phải luôn. Như đôi ghi tập này không yêu mày nó ước gì đâu. Không đoán rồi. Chả lẽ mày ước mày cục tiền rơi trước mặt nè. Chả lẽ mày người tham lam mày nè.
có bước nhỏ nhoi lắm, cái đùi ấy rất là nhỏ nhoi luôn. Rất nhỏ nhoi, không phải tiên à? Cái gì đây? Tiên. Từ đó nó xuống hết chưa? Không. Thì mới có 10.000 sao rớt tới tận 20. Ước 10.000 nữa. Ước 10.000 rớt tận 20 luôn. Vậy mà mày lại nói mày không ước tiền à? Mày ước nhỏ nhoi, ước có 10.000 là mà. Đấy ước thử, ước thử tất cả điện thật không? Ước thử ra điện thật không? Xong rồi ước thiệt sao? Mày phải nói cái đa này, mày ước mấy ngàn? Ước 10.000. Nó ước 10.000 mà cái đa này nó phải nói là cái đa hàng xóm láng giềng có khác. Nó hiểu ý cực kỳ thằng này luôn đấy. Ước 10.000 này cho gấp đôi luôn này. Thề luôn. Sao mày ước nhiều lên? Ước thử tưởng đây nó không có linh. Hầu giờ chưa biết mà. Ước thử. Giờ cho ước lại được á. Thôi. Tao không ngờ cái đa nó thằng này nó ước tiền mà có tiền thật đấy. 20k. Cái đa nó sọp quá, chơi sọp quá. Ước 10.000 mà cho hẳn 20k cái đa đúng hiểu ý nhau cực kỳ luôn, phải nói cái đa thiêng vô cùng. Phải tiền nó bạc tiếng được, phải tiền thiêng biết. Thôi mày thiêng hay mày đi ước thêm lần nữa đi. Giờ chắc giờ ước lại chỉ ước 200.000. Mẹ em, cái đa thiêng như này ấy, ước 200.000 thì mày ước làm gì? Mày phải ước 2 tỷ. 2 triệu, hoặc 2 tỷ hả? 2 tỷ hoặc 2 tỷ đô mày phải ước nhiều lên mấy cái đa nó mới đáp ứng. Cái đa này là cái đa thiêng mà. Trời, tao ước 200 tỷ luôn. Ước 200 tỷ. 200 tỷ hả? Ừ. Rồi 200 tỷ. Rồi đi ước luôn đi. Đây thôi đưa cho nó cái tim này nó ước 200 tỷ. Thì thằng này nó ước thêm 200 tỷ để xem cái đa này nó có thiêng nha. Mẹ cái thằng này tham ăn lắm.